Trò chơi game Logitech tương thích các dòng Z403, Z502X Plus, Z703 và Z903 Hero Lightspeed, dock sạc GoPro X Superlight GPW2, phong cách và tiết kiệm không gian. Đế cắm đóng vai trò như một giá đỡ cho chuột, giữ cho máy tính để bàn của bạn gọn gàng và phong cách. Bạn có thể dễ dàng đặt chuột lên đế bất cứ khi nào bạn cần sạc lại hoặc cất giữ. Đèn có thể chuyển đổi. Thêm chút điểm nhấn cho thiết lập của bạn với 8 hiệu ứng ánh sáng khác nhau mà bạn có thể chuyển đổi bằng cách chạm vào biểu tượng tia sét. Dock ghi nhớ cài đặt cuối cùng của bạn nên bạn không cần phải điều chỉnh nó mỗi lần. Kéo dài tuổi thọ pin chuột. Tự động tắt khi pin chuột của bạn đạt 85% đến 96% để tránh sạc quá mức và kéo dài tuổi thọ của pin. Thiết kế chống trượt. Đế sạc có đế chống trượt giúp ổn định trên mọi bề mặt. Cổng USB kép. Có thiết kế cổng USB kép hỗ trợ hai đầu thu chuột. Mỗi cổng hỗ trợ truyền dữ liệu USB 3.0 và được cấp nguồn qua đầu nối tai C. Link mua sản phẩm trong bình luận hoặc mô tả.